Con này là súp điện liền công suất nha mấy bác. Hàng về thì Denon S311, hàng về thì mất cái cây sao 3. Dạ. Hàng về thiếu cây sao 3, thành thử em chỉ bán cục súp thôi. Dạ, nguồn tốt, công suất tốt, hát tốt. Đây là đường ra của loa. Dạ, HDMI vô hai đường nè. Analog vô một đường. Optical vô một đường. Đây. Optical. Cái chạm loa của nó là như vậy. Em cắm đại hai cái loa này vô. Dạ. Em cắm đại hai cái loa vô, thành thử ra là hát tốt. Mấy bác giờ có thể chế cháo thêm. Riêng cái bộ này nếu có súp thì là thị trường bán ngoài 5 triệu á. Dạ. Nhưng mà tất nhiên không có súp thì em sẽ bán hơn 1 triệu một chút. Ê, lộn, không có sao 3 thì em bán hơn 1 triệu một chút. Mấy bác về mấy bác có thể kết nối với loa. Dạ. Lắp hai cái loa con, còn cái lỗ dưới này chút xíu em test thử rồi, tại vì em có hai cái loa. Xíu em test thử rồi cái lỗ dưới, tại ở đây nó ra tới ba đường lận. Em thấy cái jack loa này ra tới ba đường lận. Không biết hai đường dưới có hát tội được không? Đường cuối cùng có hát được không? Mà em cắm hai đường, đường trên với đường giữa là hát tốt á. Dạ đây. Ừ dạ. Xem nó cứ tê tê thôi. À, mồ hôi quá. Nhà nhiều đường tín hiệu lắm nha. Super. Có lấy lên nhỉ? Tình nào tha thiết